Không có gì hết. Anh ơi, bây giờ nhà mới là bạn đã được phá rồi nhưng mà này đóng tiếp bằng giao luôn mà. Làm đi thôi, làm thôi. Thì làm đâu? Đây. Ở đây bây giờ còn đây này luôn. Đây, chúng tôi tính nó kêu luôn. Đấy, bắp. Bắp. Cậu có một bên mặt đấy chứ? Rồi. Rồi, chúng tôi có mấy đợt này là em được tình hình. Thấy nói luôn cho nó nhanh. Mà khi mở ra thì mở ra thì trao luôn ổ khóa rồi. Bây giờ còn cái nữa đâu? Chủ nhà công rồi. Nhà cần rồi. Anh Tiến đừng có cho tay không. Không có tao bảo anh luôn à. Đây thầy thay mặt trên là thầy trao chìa khóa nha. Rồi xin mời đi vào trong đấy. Rồi trao quà lên xong bắt đầu vào trong luôn mà thật. Đây, đánh to rồi, bắt vào luôn nha. Bắt thôi nè luôn. Mang vào trong nhà luôn. Rồi, bê rồi. Bằng ghế nữa, áo quần gói mềm là cái gói. Để đấy đi bé. Ai đó bê cái bàn ghế vào trong nhà kia luôn. Thank you.
Tôi đã nghe một cây là hai căn, một căn là thôi. Ở đây chúng thấy anh luôn, cả vợ cả con luôn, đem hai đứa sinh đôi đó. Mùng 3 tháng 3. Ủa giờ mới đây không? Mùng 3 tháng 3, mới mấy ngày? Cặp mang con nha, cặp mang này. Cái này cho mấy đứa cho coi, hai đứa em bé này. Đó. Chết. Đánh trời ơi, như thế quá đi. Đói không? Ôi trời. Bây giờ quay bây giờ mình chốt luôn bây giờ thấy ở đây có tỏ gì là được thế là biết ai không bây giờ là anh hai bây giờ là mai lên đây nhà kia bây giờ ông nào đứng ngay chỗ chỉ có cái nhà đây này không có người nào đứng ngay chỗ chỉ có cái nhà này không có người nào đứng ngay chỗ chỉ có cái nhà này không có người nào đứng ngay chỗ chỉ có cái nhà này không có người nào đứng ngay chỗ chỉ có cái nhà này không có người nào đứng ngay chỗ chỉ có cái nhà này không có người nào đứng ngay chỗ chỉ có cái nhà này không có người nào đứng ngay chỗ chỉ có cái nhà này không có người nào đứng ngay chỗ chỉ có cái nhà này không có người nào đứng ngay chỗ chỉ có cái nhà này không có người nào đứng ngay chỗ chỉ có cái nhà này không có người nào đứng ng
tiền mua sữa cho bé uống nha. Ừ, anh Tiến nha. Dạ. Anh có gì đó là mình cốt luôn. Dạ. Bây giờ đây. Trời ơi, mới có mấy ngày cho mấy hả? Thế thì bây giờ đây là cái gia đình này có hai người không? Tại vì người ta có hai thời chính thôi, còn bao nhiêu là hai thời chính đấy. Đây là cái con đây này. Đây, ông đây này. Trong làng ấy, người ta không nhà mới có người lo cho người ta tiền chứ không có nói được. Hoặc là trong cái thôn này này và thanh niên này có giúp được không? Nha. Nó về cho bàn bạc xem một là gia đình thứ nhất yêu cầu gia đình đấy, và cái là không chính quyền cái là cái thôn này đấy giúp đỡ được cái công phúc chưa. Cái thứ hai cháu đang làm nông thôn mới ở đây, thế là xây mấy cái nhà nông thôn mới đây này hành chỉ đạo, nếu mà như là thời có nhận được nhận thì làm được đàng hoàng. Không có cái số điện thoại đây để cháu sẽ đấy là do là chú Bảo, mà không lấy chú Bảo hết mà vì hai cái thằng này tôi ra vừa làng đấy là anh cũng là Phật tử của mình mà thầy hắn chuyên đi xây nhà cho nên ra mua gạch đấy. Tức là 95.000 một mét vuông cái gạch này lát đấy mà người ta bán cho người ta thì thôi, tức gán giá thì đang thực hiện các cái này. Đó, chốt luôn. Mà thật ra tôi chọn nghề, nghề tốt, tôi làm luôn. Đó. Đúng là do cho thọ luôn, không biết được. Đấy. Đấy.
Đây là nhất rồi. Đó, nó đi trong camera là đây là cao. Nhưng mà xong rồi xoay cả mét. Đây, ở đây nữa. Cũng cho con đây. Trong đó nãy mình